Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở phường 7 của thành phố Bến Tre các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Bình. Anh có giao lưu với anh em một gốc mai. Cây đẹp anh em ơi. Tàn thông một cốt nha. Cây này qua nhậu toàn thân luôn. Giá cả thì rất là hợp lý. Rồi, giờ ông đầu vô quay chi tiết cho các bạn xem. Xíu nữa anh Bình sẽ báo giá công khai luôn. Rồi anh em nào thiện chí thì mình alo trực tiếp để mình sở hữu. Rồi, bắt đầu thì mình vô mình dẫn các bạn tham quan gốc mai của anh Bình giao lưu muốn cho luôn ngày hôm nay các bạn ơi. Đây. Ở đây vô vị trí nó hơi chật các bạn, mình quay cẩn thận nha, xíu nha. Có gì anh em thông cảm. Đây, trước mặt mình anh em. Cái này chiều cao ảnh có ảo thử nó khoảng trên 4 m. Còn tán ngang tầm khoảng 4 m nha anh em. Đây. Tàn cũng tròn hết nha. Cái này tuổi đời anh chia sẻ là 50 năm. Qua nhậu toàn thân luôn. Đây. Đây do lý do anh trồng cây nó hơi nhiều anh em, bắt đầu nó đặt nhau á, anh muốn qua vô lưu với anh em cây này. Tàn nè. Bông thì cái mặt bông thì anh chia sẻ là từ 5 đến 9 nha anh em, bông là bao đẹp. Có hình mặt bông luôn. Đây. Rồi đi mặt phía đây cho anh em xem luôn. Cây này đế rất là vip nha. Đây. Ngoài nhà rất là lớn. Tàn tròn quay luôn. Em vô quay cái dàn xương bên trong cho anh em xem. Wow. Tài chi qua nhà không em. Một cốt gõ nét nha, thằng đứng đi lên cứng ngắc luôn. Tay chì đóng một quát là giữ lên trên cây liền lạc anh em ơi, không hiểu tích nha. Đây do cái bụng nó hơi cao nè, đi tiến gần quay không được nha. Mấy tay chì này mình nghĩ nó khoảng trên 20 không nha. Cây này anh chia sẻ tuổi đời nó khoảng 50 năm anh em ơi. Tài chi khỏi bạn anh em, đóng đường rút luôn nha. Rồi giữ lên trên. Đây. Còn đây là cái bộ đế đây. Wow. Đế nè. Anh em xem bao giờ cho mình nhận xét nha. Rồi đây mặt phía bên đây luôn. Quá khứ bộ đế. Đây. Rồi đế ra khỏi bàn nha anh em. Chỗ nào cũng có chứ. Phía trên nha. Chảy đều hết. Tất cả các mặt luôn. Cái này anh em đến trực tiếp tại vườn anh em xem mới đã anh em. Tai chi luôn. Bông vip nha anh em. Bông là anh bao bông cho anh em luôn. Cái này giá dễ chịu nha. Xíu nữa cú video sẽ có giá cho anh em luôn. Rồi anh em xem rồi mình cảm thấy thích đó, thì liên hệ trực tiếp với anh để mình chốt cây. Cái này về anh em nuôi nó sung rồi đó. Tảng đặc á. Đẹp lắm nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ anh Bình đến vô đo thử cái thông số cho các bạn hình dung nó khoảng bao nhiêu nha. Đây. Hoành chỉnh nha anh em. 65 hoành. Rồi trên cao luôn, 65 luôn anh em ơi, cây rất là nâng nha. Thoát thân nó khoảng gần 4 tấc anh em ơi. Rồi áo thử sơ sơ nào đế cho anh em xem nha. Đây. Cái này khoảng 2 cái thước anh em ơi. Mặt trên nha. Đây, khoảng 3 mét nha. Chân cành nè. Nhạo rất là gắt nha. Nó khoảng gần 30 nè. Hăm mấy không nha.
không có cái nào nhỏ anh em ơi. Cây thần bột sẵn, mặt sức khỏe anh em yên tâm nha. Thì anh cũng đang chơi anh em ơi, do lý do cái cây anh trồng nó hơi sát nhau đó, rồi sợi dê tàn nhau, anh muốn chia lại cho anh em nào mà thật sự muốn sở hữu. Rồi đi từ xa nó cho anh em xem lại một vòng nữa nha, cái bộ tàn tổng thể cây này đây. Cái này tàn dày nó đẹp lắm anh em. Rồi giá anh mình mong muốn cho lưu với anh em là giá là 280 triệu nha anh em, một giá nha. Rồi anh em nào thiện chí và nãy giờ tham khảo cây mai đó, thích thì mình liên hệ trực tiếp với anh Bình đi để mình chốt cây 280 triệu. Rồi xin kết thúc video tại đây, hẹn mọi người ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân, giao dịch thành công với anh Bình. Chào tạm biệt các bạn.